Và bây giờ sẽ đến trận đấu thứ hai của Trigger Championship chính là này. Trận đấu giữa Nguyễn Thanh Lộc và Nguyễn Hữu Hoàng Phúc, cả hai đều 26 tuổi. Và bây giờ xin mời Nguyễn Thanh Lộc. Nguyễn Thanh Lộc cao 1m72, nặng 80kg, tập luyện kickboxing boxing được 3 tháng. Và lần trước đã thi đấu tại Trigger 8 và kết quả là hòa. Do anh em vẫn đang tìm kiếm trận thắng đầu tiên của anh ở Trigger Championship, đối thủ của anh ta là Nguyễn Hữu Hoàng Phúc. Hoàng Phúc vững tay trái, cao 1m66, nặng 75kg, đã tập tại Trigger Boxing từ 7 tháng và thi đấu lần trước anh cũng hòa với Hoàng Phúc, và anh đang tận tìm trận thắng đầu tiên của mình ở Trigger Championship. Trọng tài đang làm thủ tục, trận đấu bắt đầu. Và thể loại này là thể loại Friendly Championship. Hai bạn sẽ thi đấu 3 hiệp, mỗi hiệp 2 phút. Và các bạn phải đeo khu bảo hộ. Đang tìm trận đánh đầu tiên của mình ở Trigger Championship. Lộc thì có nhiều tốc độ hơn Hoàng Phúc, nhưng mà Hoàng Phúc có nhiều power hơn Lộc, có nhiều sức mạnh hơn Lộc. Wow, vừa rồi cú left hand của Phúc nhưng mà Lộc đã block được. Phúc đang muốn tấn công. Cú lay chính xác của Lộc. Lộc đang đánh cự ly ngoài. Nên sử dụng cái cháp của mình nhiều hơn để có thể tiếp cận cú tay trái mạnh của mình. Hiện nay Hoàng Phúc chỉ đi vô mà không sử dụng cái cháp của mình nhiều. Hết giờ. Thank you.
hiệp 2. Wow, cú left hand chính xác. Hai cú left hand chính xác của Hoàng Phúc. Wow, cú lại hẹn rất tốt của Lộc. Wow. À, trọng tài vừa nhắc nhở Lộc có đánh bằng cái lòng bàn tay của mình. Cú left hand nhưng mà Lộc đã block lại được. Wow, một cú right hand rất mạnh của Lộc. Wow, cú left hand trả đũa lại của Hoàng Phúc rất tốt. Hết giờ, hết hiệp 2. Rất có thể mà rất có thể nhận khó nhận xét được ở hai trận vừa rồi, hai hiệp vừa rồi ai là người chiến thắng trong hai hiệp vừa rồi. Có vẻ là mình phải cho xem cả hai thể hiện ở hiệp 3 này. Cú left hand tốt của Phúc, phải là cú khác tốt của Phúc. Wow, cú right hand rất mạnh của Lộc. Hoàng Phúc cho thấy sự mạnh mẽ của mình. Phúc rất mạnh. Wow. Hai body shot. Phúc body shot rất tốt. Wow. Nice. Hai đang rất năng nổ cho trận đấu này. Wow.
thấm mệt 10 giây. Cả hai thể hiện rất tốt. Cả hai thể hiện rất tốt cho trận đấu này. Rất đáng khen cho cả hai. Cả hai đã thể hiện rất tốt trong trận đấu này, nhưng mà vẫn chưa tìm ra được người chiến thắng. Kết quả là Hòa.